Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Băng Nhi, một cô gái quá là xinh đẹp trên sân khấu, thật là tráng lệ, nhưng lại lạc trong ký ức, đi tìm về một cái tình yêu đã đi qua. Thôi chúng tôi sẽ không nhắc về lạc trong ký ức nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại với một Băng Nhi trong đời sống. Vâng, thưa quý vị, như Hùng đã chia sẻ ở những lần trước là Băng Nhi ngoài đời là một trong những cô em đồng nghiệp rất là tăng động, rất là vui vẻ, rất là thích chọc phá mọi người, và đặc biệt là Hùng chưa bao giờ thấy Băng Nhi buồn khi những lần Hùng gặp Băng Nhi cả. Nhưng mà trong những ca khúc thì quý vị đã thấy sở trường của Băng Nhi lại là những ca khúc nó chất chứa quá nhiều những thân phận, giống như là một những người câu chuyện nổi tăng buồn. người đấy. Giống như trong âm nhạc thì Băng Nhi lại là một cô gái khác, mà ngoài đời thì Băng Nhi là cô gái khác. Quý vị đã từng thấy, những ai là fan của Băng Nhi trên Facebook của Băng Nhi cũng thấy là đây là một cô gái rất là thích làm việc, nào là làm vườn, chăm cây cối các kiểu, rồi là tức là cô ấy rất là năng động và rất là nhiều energy. Một cô gái trong ban ngày thì có thể nói là rất là hoạt bát ha. Nhưng mà đến với âm nhạc thì quý vị lại thấy là một Băng Nhi có một chút gì đó rất yếu đuối và cũng rất là mong manh, cũng khát khao mưu cầu hạnh phúc. Và nói về nhạc bolero thì thực sự người ta nói là càng lớn dần lên thì mình hát càng nhiều, bolero sẽ càng ngấm. Và cho tới bây giờ có lẽ là đã đến lúc mà sau những năm tháng trải nghiệm của đời sống thì là thời điểm mà Băng Nhi cảm thấy bắt đầu tự tin khi hát bolero, đúng không? Dạ, em bây giờ em lại thích hát bolero hơn. Tại vì bolero, những cái bài mà càng xưa thì nó có câu chuyện sẵn hết rồi. Mình chỉ cần cố gắng thể hiện thật tốt, ý đúng nghĩa không? Của bài hát em thấy thấm lắm, hay, và mình feel được cái giống như là cái cảm giác và cái giống như là mình nội tâm của mình nhập mình vai ấy. Được, Mình mình nhập nhập vai được. được, đúng không? Ngày xưa mười mấy tuổi chưa yêu nhiều thì chưa có nhiều trải nghiệm, thưa quý vị. Còn bây giờ thì đã có gia đình rồi, đã có những, tức là đã qua hải ngoại, đã biết được thêm rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh đến những bài hát rồi ha. Tự nhiên mình lại có chất liệu để hát, và mình lại có cái thể tiếp xúc nhiều hơn với những nghệ sĩ gạo cội của dòng nhạc bolero, cho nên là mình lại có thêm rất nhiều những bài học quý em ha. Đúng rồi. Trong cuốn CD này anh thấy có những bài hát rất là hay như Tâm sự đời tôi, Cho vừa lòng em. Bây giờ mình nói một chút xíu về quá trình biên tập của cuốn CD này. Nhạc sĩ Trung Nghĩa và em là người cùng chọn bài, hay là anh Trung Nghĩa chỉ là người đưa ra gợi ý và em là người chọn bài của cuốn CD này? Em và anh Nghĩa là hai người cùng, như là cùng tất bàn cả đều bàn luận thảo với nhau và hết, bàn bài thảo nào với phù nhau. hợp, bài nào không phù hợp, đúng không? Nhưng cái cuối cùng thì ai là người thắng dưới cái việc chọn bài, thì anh Nghĩa chọn hay là em Hình như chọn? là em là thắng. Em thắng, đúng không? Nhưng mà trong cái việc em chọn bài thì anh nghĩ ở đây là anh Nghĩa đã có một cái sự phân định rất là rạch ròi, tức là bài của em hát em phải feeling được là em chọn, đúng không? Nhưng anh Nghĩa đã thổi một cái làn gió mới vào những bài hát đó bằng cách anh ấy tìm những cách hòa âm với khí thật tốt, thật hay, thật phù hợp với em, đúng không? Nhưng mà tìm ra cái điểm bolero của em thì là anh Nghĩa tìm ra đầu tiên, và anh Nghĩa kêu là hay là bé thử hát cái bài này coi như thế nào, có hợp với bé hay không. Thì em hát thì anh Nghĩa nói ồ bài này hợp đó, vậy thì tại sao mình không có thử, đúng không? Thử hát luôn. Mà thật ra, vâng, thưa quý vị, hát bolero thì càng hát càng say mê, đúng không? Và đến một lúc nào đó thì em sẽ thấy được rằng là nhạc bolero thì sau này em có lớn thêm 10 tuổi, 20 tuổi nữa thì em càng hát cái nhạc bolero nó càng ngấm vào mình, nghe nó càng càng thấm đời hơn. hơn á. Có thể bây giờ em hát Nhật ký đời tôi với một cái cảm xúc tươi mới, nhưng mà 10 năm nữa đảm bảo cái cảm xúc em hát sẽ lại khác nữa. Em thu xong được cuốn CD này xong cái tự dưng em lại thích thêm bolero, và em đang tìm thêm những bài nữa để có lẽ là 6 tháng nữa lại về lại thu thêm một cuốn nữa. Và đảm bảo cái cuốn thứ hai anh nghĩ chắc chắn là nếu như trong trường hợp kể cả em có hát lại bài Tâm sự để tôi hay Cho về lòng em sẽ đảm bảo sẽ khác. Lúc đó cảm xúc sẽ khác, trải nghiệm khác. Và người ta nói bởi vậy là cái hay của những bài hát, cùng một bài hát đã được sáng tác 3, 40 năm trước, nhưng mỗi một ca sĩ thể hiện quý vị sẽ lại cảm nhận nó theo một cách khác, và mỗi một ca sĩ khi thể hiện lại bài hát đó cũng sẽ là một cảm xúc khác em ha. Và Hùng thì Hùng chưa có được nghe đâu, Băng Nhi bây giờ vẫn đang cầm trên tay thôi, nhưng mà thực sự là lát nữa Hùng sẽ phải chôm luôn cái cuốn CD này để cho lên xe và nghe ngay, bởi vì Băng Nhi là một trong cô gái sở hữu một cái giọng hát mà Hùng rất là yêu mến, một cái giọng hát đầy nội lực. Và anh đang rất tò mò không biết em hát bolero sẽ như thế nào với một cái cô gái mà giọng hát mà tràn đầy năng lượng đến như thế, gọi là chuyên trị những ca khúc lụi tim, những ca khúc mà thất tình của nhạc trẻ, hát bolero sẽ như thế nào? Trước tiên thì là em cảm ơn anh Lưu Việt Hùng, tại vì mời em lên đây rồi và còn được khen nữa, khen nức nở. Một lát nữa là anh sẽ được nghe hết tất cả được những cái bài của em ở trong đó. Quá là đã. Việc trước tiên là chúc mừng cho em một cái bìa CD rất là đẹp, cũng rất là yêu thích này, rồi là những bài hát cũng rất là hay.
những bài hát này thì chắc chắn là tới 90% là những ca khúc đã được quý vị yêu thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Ha, chỉ có một vài bài hát mới thì chắc chắn là với giọng hát của Băng Nhi cũng sẽ đủ lửa để khiến quý vị yêu thích bài hát đó. Còn với cá nhân Lưu Việt Hùng là một người đồng nghiệp thì Hùng chúc cho em sẽ có được thật nhiều những tình yêu thương, sẽ có thật nhiều những show diễn ở sắp tới. Lát nữa chúng tôi sẽ nói về một cái show diễn rất hay, là cái ngày mà Băng Nhi đã chính thức trình làng cuốn CD này. Bây giờ mình bật mí trước, đó là ngày 2 tháng 8. Thì đứa con tinh thần này sẽ chính thức được trình làng khán giả bộ điệu khắp mọi nơi. Tuy nhiên thì vâng thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ nói thêm một tí xíu nữa. Là anh được biết trong quá trình em thực hiện cuốn CD này là em thực hiện luôn cả những cái music video, tức song song. Là khi mà vừa xong cuốn CD này là em ngay lập tức em bắt tay với ekip của mình để làm có những cuốn có những cái music video luôn. Thì cái thời gian đó nó có cái kỷ niệm gì vui hay có cái công việc gì đó mà nó bị cuốn vào thời gian nhiều quá mà em có thể chia sẻ được không? Cái thời điểm đó là em về thăm Sài Gòn gia đình, đúng không? Dạ, em về thăm gia đình thì về được một tháng. Thì hết nửa tháng là về thiên về gia đình rồi. Còn nửa tháng sau thì em lật đật như là một con dịch lật đật. Vắt chân lên cổ để lo cái cuốn CD này luôn. Thu từ chiều cho tới khuya, ngày nào cũng vậy hết á. Một trong những bản Bolero mà chắc chắn là tất cả quý vị, những ai đã và đang hơn một lần yêu thích ca khúc này, hãy cùng thưởng thức lại qua tiếng hát của Băng Nhi quý vị nhé. Cho vừa lòng em, một sáng tác của hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Mạc Thế Nhân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Xin mời. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ dù hồng. Anh đường anh em, đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thương. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Mộng xanh màu gom cả áo lạnh ngày xưa, em đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mới. Thank you.
rồi chẳng còn chi nữa đâu anh. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài, nên giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, nên tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi.